Xin chào mọi người, tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với hồi thứ 26 trong quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cửa nhà môn phụng tiền bán kích, song vị thủy, mạnh đốc thu quân. Dương đại tướng xin dâng một kế để bắt Lưu Bị. Viên Thục hỏi kế ra làm sao. Đại tướng nói, Lưu Bị đóng quân ở Tiểu Bái, tuy rằng dễ lấy, nhưng còn Lã Bố thì giữ ở Từ Châu. Lần trước ta đã hứa đem vàng, lụa, lương và ngựa cho Lã Bố, nay vẫn chưa đi thì có lẽ hắn giúp Lưu Bị. Chúa công nên sai người đưa lương cho hắn, trước nữa mua chuộc lấy lòng hắn, để ta có sang đánh Lưu Bị cũng đừng động binh, hoài chăng hắn, chăng ta mới bắt được Lưu Bị. Sau đó ta mới đánh Lã Bố xong rồi, ta sẽ lấy Từ Châu. Thuật nghe lời, liền sai hàng dẫn đem 20 vạn ngọc thóc và một bức mật thư đưa cho Lã Bố. Bố mừng lắm, trọng đại hàng dẫn về, báo với Viên Thuật. Thuật sai Kỷ Linh làm đại tướng, Lôi Bạc, Trần Lan làm phó tướng, đem vài vạn quân sang đánh Tiểu Bái. Lưu Bị nghe tin, bèn với chư tướng, Trương Phi xin ra đánh. Tôn Càn nói, nay Tiểu Bái ít, lương hiếm nên đưa về Từ Châu cầu cứu Lã Bố. Trương Phi nói, Lã Bố nào hắn chịu cứu mình. Lưu Bị nói, Càn nói phải đấy. Liền đưa thư sang Từ Châu, thư rằng, từ khi được nhờ tướng quân nghĩ đến cho tôi nương ngân ở đất Tiểu Bái, tôi thật bái phục đức cao của ngài. Này Viên Thuật muốn báo thù riêng, sai Kỷ Linh đem binh đến huyện nguy ở sớm tối, vì tướng quân không ai cứu được. Xin tướng quân đem quân đến cứu cho nạn gấp này thì chúng tôi hân hạnh lắm. Lã Bố xem xong thư, bèn với Trần Cung rằng, mới rồi Viên Thuật đưa lương và gửi thư cho ta để cầu ta đừng cứu Lưu Bị. Nay Lưu Bị lại cầu cứu, ta nghĩ Lưu Bị đóng ở Tiểu Bái, vị tất có bao giờ hại được ta. Chứ như Viên Thuật nếu đánh được Tiểu Bái, cướp Lưu Bị, đánh Lưu Bị, chắc nó lại kết với các tướng ở Thái Sơn để đánh ta. Ta sẽ không yên được với nó, không bằng đi cứu Lưu Bị. Nói rồi điểm quân đi. Kỷ Linh lại cất quân kéo bừa đi, đi đến mé đông nam huyện Bái, lập doanh trại đóng quân, ban ngày cắm cờ đỏ ối trên cả sông núi, ban đêm đốt lửa sáng choang cả trên trời dưới đất. Trong huyện Lưu Bị chỉ có hơn 5.000 người, miễn cưỡng ra ngoài huyện bố trí lập doanh trại, chợt có người đến báo tin. Lã Bố dẫn quân đến mí Tây Nam, cách huyện có một dặm, lập trại để đóng quân. Kỷ Linh thấy Lã Bố đến cứu Lưu Bị, sai ngay người đưa thư cho Lã Bố, trách rằng Lã Bố thất tín. Lã Bố xem xong thư, cười nói rằng, ta có một kế làm cho Viên, Lưu, không bên nào có thể cắt được ta. Nói rồi, sai sứ sang mời cả Kỷ Linh và Lưu Bị đến ăn yến. Lưu Bị thấy Lã Bố mời, muốn đi ngay, quan Trương can rằng, anh không nên đi, lỡ Lã Bố có bụng bất lương gì chăng? Lưu Bị nói, tôi đối đại hắn tử tế, tất hắn không hại ta. Lưu lên ngựa đi, quan Trương cũng đi theo đến trại Lã Bố. Khi vào chào bố, bố nói, này tôi đến đây để gỡ nạn cho ông, ngày khác ông đắc chí, đừng quên tôi nhé. Lưu Bị tạ ơn, Lã Bố mời ngồi, quan Trương cầm gươm đứng đằng sau, chợt có người đến báo tin, Kỷ Linh đã đến. Lưu Bị nghe thấy, giật nảy mình, muốn lánh mặt đi. Lã Bố nói, đây ta mời hai ông đến để cùng bàn, không được nghi ngờ gì cả. Lưu Bị chưa rõ tình ý làm sao, trong bụng cứ nghi nghi hoặc hoặc. Kỷ Linh xuống ngựa vào trại, trông thấy Lưu Bị ngồi trong trướng cũng mất ví, quay mình trở ra. Lã Bố bước lên kéo lại, như kéo đứa trẻ con. Kỷ Linh sợ quá, nói rằng, thế ra tướng quân định giết tôi à? Bố nói, đâu lại thế? Linh hỏi,
hay là tướng quân định giết thằng tai to kia? Bố nói, cũng không phải. Linh lại hỏi, thế thì ra làm sao? Bố nói, Lưu Bị cùng ta như anh em một nhà vậy. Này tướng quân sang đây đe dọa, nên ta đến cứu. Linh lại sợ, nói rằng, nếu thế thì là tướng quân giết chết tôi rồi. Bố nói, có lẽ đâu thế, tính tôi không hay đánh nhau, chỉ muốn làm cho thôi đánh nhau. Nay tôi định giải hòa cho hai ông. Linh nói, xin dám hỏi cách hòa giải như thế nào? Bố nói, tôi có một phép nhưng còn tùy vào lòng trời. Nói rồi, kéo Kỷ Linh vào trong trướng để hai người gặp nhau. Lưu Bị, Kỷ Linh đều có lòng nghi kỵ lẫn nhau. Là bố ngồi ở giữa, mời Kỷ Linh ngồi bên tả, Lưu Bị ngồi bên hữu, rồi sai mở tiệc yến uống rượu. Được vài tuần rượu, bố nói, hai bên cùng để mặt ta thì cùng bãi bên cả. Lưu Bị không nói gì, Kỷ Linh nói, tôi phụng mệnh chúa công, đem sang đây 10 vạn quân chỉ cốt bắt Lưu Bị, bãi binh thế nào được? Trường Phi đứng đằng sau Lưu Bị, nghe nói, nổi giọng tút ngay gươm ra, quát to lên rằng, binh ta tuy ít, nhưng ta coi chúng bay như đàn trẻ con mà thôi. Mày có bằng lũ giặc khăn vàng hàng trăm vạn không, mà dám toan hại anh của ta? Quan Công vội vàng nói rằng, hãy xem chủ ý của là tướng quân định thế nào, bây giờ ta về trại, đánh nhau cũng không muộn màng. Lã Bố nói, ta mời hai bên đến để hòa giải, chứ không có mời đến đây để cho hai bên đánh nhau. Bên này, Kỷ Linh tức giận lắm, mà bên kia, Trương Phi cũng chỉ lăm lăm muốn đánh. Lã Bố cũng nổi giận lên, truyền rằng, quân đâu, điểm kích ra đây. Quân điểm kích ra đưa cho Lã Bố, Kỷ Linh, Lưu Bị, không biết thế nào, cả hai cùng sợ mất vía. Bố nói, ta càng hai bên mãi không nghe, vậy để tùy lòng trời định viết việc này. Không hiểu Lã Bố định làm gì. Lã Bố sai quân mang hỏa kích ra ngoài cửa nha môn, cắm toàn đằng xa cùng kiệt, rồi ngoảnh lại, bảo với hai người rằng, từ đây ra đấy, cách 150 bước, ta xin bắn một phát tên. Nếu tin ngay vào ngạch kích, thì hai bên phải bãi binh. Nhược bằng bắn không được tin, thì mặc ý hai bên đi mà tự đánh nhau. Ta định như thế, ai không nghe thì ta gọc sức với bên kia để đánh. Kỷ Linh thấy kích cắm xa thế 10 phân chắc cả 10 rằng là bố tài đến đâu cũng không sao bắn tin được, liền ưng theo lời của Lã Bố. Lưu Bị thì vẫn đành muốn thế rồi. Lã Bố mời hai bên xuống ngồi, mỗi người uống một chén rượu. Rượu cạn chén rồi, bố sai người đem cùng lại. Huyền Đức khóng thầm, chỉ muốn cho bắn tin là hay. Lã Bố vén tay áo vào, đặt mũi tên, gương hớ sức cung, dây cung bật tạch một tiếng, tên ra vùn vụt, 10 mắt nhìn theo, chớp mắt một cái, tin ngay vào ngạch kích. Các tướng trên, tướng dưới đều reo ầm ầm để vỗ tay. Đời sau có thơ khi tài năng của Lã Bố rằng, ôm hầu bán giỏi, thật diệu kỳ, từng ở nha môn, gỡ được nguy, trời rụng quả nhiên hơn hậu nghệ, vượng kêu hơn hạn sức do cơ, dây gân hổ kéo cung cũng thẳng, tên cánh diều bay vụt vụt đi, đuôi báo lùng lầy xuyên ngạch kích, hùng binh 10 vạn, có làm chi? Lã Bố bám tin vào họ kích rồi, miệng cười ha hả, vứt cung xuống đất, cầm tay Lưu Bị và Kỷ Linh nói rằng, ấy là trời đang muốn bắt hai bên phải bỏ binh đấy. Nói rồi, truyền quân sĩ rót rượu, mời mỗi người uống một cốc to làm bằng sừng trâu rừng. Lưu Bị trong lòng mừng rỡ, Kỷ Linh thì ngồi ngẩn nửa giờ, rồi nói với Lã Bố rằng, lời tướng quân dạy thì tôi phải nghe, nhưng bây giờ về nói với chúa công tôi, sao chúa công của tôi tin? Bố nói, để ta viết thư cho viên công lộ thì xong chứ gì?
uống rượu được vài tuần nữa, Kỷ Linh xin lĩnh thư về trước. Linh về rồi, bố hỏi Lưu Bị rằng: "Không có tôi thì ông Nguyên nhé." Bị lạy tạ, rồi cùng với Quan, Trương trở về. Hôm sau, quân mã ba nơi đều cùng kiếm nhau về cả. Lưu Bị về Tiểu Bái, Lã Bố về Từ Châu, còn Kỷ Linh về Hoài Nam vào ra mắt Viên Thuật, kể hết Lã Bố bắt kích ở Nha Môn để giải hòa, rồi dân trình thư của Lã Bố. Thuật xem thư giận lắm, nói rằng: "Lã Bố lấy bao nhiêu lương thóc của ta, nay lại lấy trò trẻ con này để mà bên Lưu Bị, thì ngày ta quyết đem đại quân đi đánh Lưu Bị, xong rồi đánh Lã Bố nhân một thể." Kỷ Linh nói: "Chúa công không nên vội vàng, Lã Bố dũng lực hơn người, phải lại có cả đất Từ Châu. Ví bằng Lã Bố, Lưu Bị cả hai người, đầu đuôi cùng cứu giúp lẫn nhau, chưa dễ đánh được hắn đâu." Thôi nghe vợ Lã Bố họ Nghiêm có đứa con gái, đã đến tuần cập kê rồi, chúa công thì có con trai, nên sai người sang Từ Châu cầu thân với hắn. Nếu là bố thuận gả con cho chúa công, tất y phải giết Lưu Bị, kế ấy gọi là kế sờ bóc dễ thân. Viên Thuật nghe kế ấy, lập tức sai hàng giọng đem lễ vật sang Từ Châu cầu hôn. Giọng đến Từ Châu vào ra mắt Lã Bố thư rằng: "Chúa công tôi mộ tiến tướng quân, muốn cầu lệnh ái làm dâu để kết duyên với Tần Tấn." Bố vào bàn với vợ: "Nguyên là bố có hai vợ, một thiếp, vốn chỉ có họ Nghiêm làm vợ cả, Điều Thuyền làm thiếp. Sao đến Tiểu Bái lại lấy con gái của Tào Báo làm vợ hai? Họ Tào chết trước không có con, Điều Thuyền cũng không có con nào. Duy chỉ có họ Nghiêm sinh được một con gái, là bố yêu quý đứa con gái ấy lắm." Khi bố vào bàn với vợ thì họ Nghiêm nói rằng: Tôi nghe Viên Công Lộ ở trong Hoài Nam đã lâu, binh nhiều, lương lắm, có thể làm nên thiên tử nay mai. Nếu y thành được nghiệp lớn thì con ta mới có phần làm được hậu phi, nhưng chẳng biết hắn ta có mấy con. Bố nói: "Chỉ có một móng mà thôi." Vợ nói: "Nếu như thế thì nên gả đứt đi, mai sau con ta giàu chẳng hậu phi, Từ Châu cũng chắc được vững bền, không phải lo nghĩ gì." Bố nghe lời vợ, đã hàng dặn tử tế, nhận lời gả con. Hàng dặn về trình với Viên Thuật. Thuật lập tức sắm đủ đồ xính lễ, lại sai hàng dặn đưa sang Từ Châu. Lã Bố nhận lễ, mở tiệc khách đãi, lưu ở nhà khách nghỉ ngơi. Hôm sau, Trần Cung đến tận nhà khách và chào hàng dặn, ngồi rồi đuổi ta hữu ra, mà bảo với giọng rằng: "Ai hiến kế ấy để Viên Công cùng Phụng Thiên cái châu gia, có phải định lấy đầu Lưu Bị chăng?" Dần giật mình đứng dậy tạ mà nói rằng: "Xin công đài đừng có hở chuyện ấy." Cùng nói: "Ta thì không nói ra, nhưng sợ việc chậm tất có người khác biết mà hỏng mất thôi." Giọng nói: "Thế thì làm thế nào, xin ông chỉ giáo cho." Cùng nói: "Để ta vào hầu Phụng Tiên, nói để ngay đứa con gái y sang, như thế có được không?" Giận mừng lắm, tạ ơn nói rằng: "Nếu được thế thì Viên Công nhà tôi đội ơn ngài nhiều lắm." Cùng từ giận vào hầu Lã Bố, nói rằng: "Tôi nghe ông gả con gái cho Viên Công Lộ thật là hay lắm, nhưng bao giờ mới cho cưới?" Bố nói: "Hãy để thông thả sĩ bàn." Cùng nói: "Ngày xưa, từ hôn nhạn đến hôn cưới bao lâu đều có lệ cả. Thiên tử thì một năm, chư hầu thì nửa năm, đại phu thì một mùa, thứ dân thì một tháng." Bố nói: "Viên Công Lộ rời cho được quốc bảo, nay mai sắp làm vua thì có nên theo lệ thiên tử không?" Cùng nói: "Không nên." Bố lại hỏi: "Thế thì theo lệ chư hầu?" Cũng không nên. "Thế thì theo lệ đại phu?" Cũng không nên. Bố tức lắm, hỏi rằng: "Thế anh muốn bảo tôi theo lệ thứ dân hay sao?" "Không phải thế." "Thế thì ý anh làm sao?" Cung thưa: "Nay chư hầu trong thiên hạ tranh hùng với nhau, ông cùng Viên Công Lộ kết thân, chắc đã không ai ghen ghét chưa? Nếu mà để lâu ngày còn kén ngày lành tiếng tốt, ngộ có người rình lúc giờ tốt ấy, phục binh ở nửa đường, toàn chuyện mất lương thì làm sao? Vậy nhân giờ chúa công đã không cho thì thôi,
và đã ôn thì nhân lúc chưa hầu chưa ai biết, đưa ngày con gái đến thọ xuân, cho ở riêng một việc quán, rồi sẽ chờ ngày thành thân. Thế có phải muôn phần vẫn chạy cả, không nghi ngại gì nữa. Bố mừng nói rằng, công đài nói chí phải. Bèn vào bảo với họ Nghiêm, ngày đêm hôm ấy sắm sửa đồ cưới, thu ngựa quý xe thơm, sai Tống Hiến, Ngụy Tục, hèn giọng đưa con gái đi. Tiếng trong tiếng nhạc rầm rĩ, đưa ra khỏi thành. Bây giờ, bố Trần Đăng là Trần Khuê. Duyễn Lão ở nhà, nghe thấy tiếng nhạc, hỏi đầy tớ là việc gì. Đầy tớ kể chuyện cưới xin là thế. Khuê nói, mẹo đó là mẹo, sơ bắt gián thân đó. Lưu Bị nguy đến nơi. Nói thế rồi, tuy bệnh chưa khỏi cũng cố gắng ngược lại gặp lã bố và nói rằng, tôi nghe tin tướng quân sắp chết nên tôi đến kiến. Lã bố giật nảy mình, hỏi, sao ông lại nói thế? Khuê nói, bữa trước Viên Thuật cho đem vàng lụa đến biếu ông là có ý để giết Lưu Hiền Đất. Ông mới lấy chuyện bắn kết giải hòa, nay tự dân đến cầu kết dâu gia, ấy là muốn lấy con gái ông để làm tin đó. Khi nào con ông đã về nhà y lại đang sang đánh Lưu Bị để lấy đầu của lạ, để lấy tiểu bái mất thì Từ Châu cũng nguy. Và lại khi đã kết thân với y rồi, hoặc có khi đến vay lương, có khi y đến mượn binh, ông mà cho y mượn ra thì ông đã vất vả về y, lại còn kết oán với người khác. Nếu ông không giúp thì thân thích lì nhau và lại gây ra sự đánh nhau. Huống chi ông đã biết rằng Viên Thuật cũng có ý muốn xưng đế phải làm phản. Thế ra ông còn kết thân với phản tặc, thiên hạ ai còn dung ông nữa. Vua nghe vậy thất kinh nói rằng, Trần Cung làm lỡ ta. Vội vàng sai Trương Liêu đem binh đuổi theo đến ngoài 30 dặm, lôi con gái trở về và bắt Hàn Dận đem giam lại, rồi sai người sang nói với Viên Thuật rằng, đồ nữ trang sắm sửa chưa đủ, khi nào sắm sửa xong sẽ đưa con gái sang. Trần Khuê lại xui lã bố cho giải Hàn Dận sang Hứa Đô nộp cho triều đình. Lã bố còn đương tầm ngần chưa định bề nào thì có người đến báo rằng, Lưu Bị ở Tiểu Bái tàu binh tàu ngựa, không biết có tình ý gì. Bu nói, ấy là việc thường tình làm tướng, ai có lại gì. Đang nói chuyện thì lã bố Tống Hiến, Ngụy Tục chạy báo rằng, hai chúng tôi vâng mời Minh Công sai sang Sơn Đông mua ngựa, có tậu được hơn 300 ngựa tốt, đi về đến đầu địa giới huyện Bái, bị kẻ cướp ra cướp mất một nửa. Hỏi dò ra thì là đám cướp ấy chính là Trương Phi, là em Lưu Bị và làm giặc nuôi đến để ăn cướp. Lã bố giận lắm, ngay lập tức điểm binh đến Tiểu Bái để đánh Trương Phi. Lưu Bị thất kinh, vội vàng dẫn quân ra đón. Hai bên bày trận rồi, Huyền Đức cười ngựa ra mà nói rằng, huynh trưởng có việc gì mà đem quân đến đây? Bố Trọ mắng rằng, ở nhà môn ta vừa mắng kích để cứu mày khỏi nạn lớn, nay sao mi lại cướp ngựa của ta? Lưu Bị nói, tôi nay thiếu ngựa, có sai người ra bốn mặt tìm mua, chứ có đâu dám cướp của huynh trưởng. Là bố giận mắng rằng, mi sai em mi là Trương Phi cướp của ta 150 con ngựa, bây giờ mi lại chối à? Trương Phi vết mau rang, nói rằng, chính ta cướp ngựa đấy, mi làm gì nổi ta? Bố nói, thằng giặc mắt tròn kia, mi đã bao nhiêu lần khinh ta? Phi nói, sao ta cướp ngựa của mi thì mi biết tức, mi cướp Từ Châu của anh ta, sao không nói? Bố vết kích lại đánh Trương Phi, Phi cũng vết mau ra địch lại. Hai người đánh nhau hơn 100 hiệp, chưa phân được thua. Lưu Bị ở ngoài sợ lỡ việc, vội vàng cô chiên thu quân về thành. Là bố chia quân vây bốn mặt, Lưu Bị về gọi Trương Phi, trách rằng, chỉ tại em cướp ngựa của hắn cho nên sinh sự thế này, thế thì ngựa ở đâu? Phi nói, gửi vào các chùa. Hiền Đức sai người đến trại lã bố, xin đem nộp trả ngựa, rồi hai bên cùng bãi binh. Lã bố muốn cho, Trần Cung nói, nay không giết Lưu Bị đi, sau này tóc nó sẽ hại mình. Bố lại không nghe, không cho nữa, lại càng ra riết đánh thành. Lưu Bị bèn với Tôn Càn, mì chút. Tôn Càn nói, Tào Tháo giận lã bố, không bằng ta bỏ thành chạy sang với Hứa Đô, về với Tào Tháo, rồi mượn quân đánh lấy lã bố, thế ấy là hay hơn cả. Lưu Bị nói,
ai dám ra trước phá vòng vây bây giờ? Trương Phi xin đi. Lưu Bị sai Trương Phi đi trước, Quan Công đi sau, còn mình thì sẽ ra cửa Bắc chạy gặp ngay Tống Thiến, Ngụy Tục. Hai tướng ấy bị Trương Phi đánh một trận phải lui, Lưu Bị ra khỏi vòng vây. Mặt sau Trương Liêu đuổi theo, Quan Công phải đánh cho dừng lại. Lão Bố thấy Lưu Bị đi rồi, không đuổi đi nữa, bèn vào thành Yên Dân, rồi sai Cao Thuận tự dự tiểu bái, mình lại về với Từ Châu. Lưu Bị chạy sang Hứa Đô, đóng trại ở ngoại thành, trước hết sai Tôn Càn vào ra mắt Tào Tháo, nói rằng vì Lão Bố đánh, xin đến nương nhà. Tháo nói, huyền đất với ta như anh em, liền mời vào tương kiến. Hôm sau, Lưu Bị để Quan Trương ngoài thành, dắt Tôn Càn mấy chút vào ý kiến Tào Tháo. Tháo làm đại, bậc khách quý, khi Lưu Bị kể hết chuyện Lão Bố, Tháo nói rằng, bố là đồ vô ơn, ta với Hiền đệ phải hợp sức lại để trừ nó mới được. Lưu Bị tạ ơn, Tháo mở yến tiệc hết đãi. Đến chiều tiễn ra về, Tôn Úc vào nói rằng, Lưu Bị là người anh hùng, không trừ sớm đi, tất ra lo lắng về sau. Tháo im lặng, Úc ra Quách Gia vào. Tháo hỏi, Úc xuôi tay giết Lưu Bị có nên không? Gia nói, không nên. Chú quân cất binh khởi, cất quân nghỉ binh, vì trăm họ rồi kỹ hung bạo, giữ điều tín nghĩa, để vời hào kiệt còn lo người ta chẳng đến. Này huyện đất có tiếng anh hùng, vì cùng khốn mới về với ta, nếu lại giết đi, chẳng hóa ra mình hại người hiền. Những người chiến sĩ trong thiên hạ nghe thấy sinh ngờ, thì ai còn bước chân vào phủ của chúa công nữa? Chúa công với ai mà định diệt thiên hạ, trừ được cái lo một người mà làm cản trở lòng trong ngóng của bốn bể? Cái cơ y nguy, xin chúa công phải dò xét mới được. Thảo Mừng nói rằng, người nói chính là hợp cùng ta. Hôm sau, dân biểu Lưu Bị xin lần chức một Dự Châu, chụp can rằng, Lưu Bị về sau không chịu ở dưới trướng người khác, không bằng giết trước đi. Thao nói, này đừng lúc dùng anh hùng, không nên giết một người để mất lòng thiên hạ. Ta với Quách Gia cùng một ý kiến. Thao không nghe lời Trình Dục, lại lấy 3.000 quân và một vạn học lương giao cho Lưu Bị, sai ra Dự Châu nhận chức. Quân nông ở Tiểu Bái chiêu tập những binh cũ của mình cùng nhau đánh Lạ Bố. Huyền Đất đến Dự Châu, sai người về hiện với Tào Tháo định ngày cất quân, cùng đi đánh Lạ Bố. Tháo sắp đi, có ngự lương tin đến báo rằng, Trường Tế từ Quan Trung dẫn quân đến đánh Nam Dương, lỡ phải tên bay bắn chết. Nay cháu Tế là Trương Tú cầm quân, dùng Giả Hữu làm mưu sĩ, để liên kết với Lưu Biểu đóng quân ở Uyển Thành, muốn đem quân lại phạm của Khuyết để cướp giá. Tháo tức lắm, muốn điềm mình ra đánh, lại sợ có Lạ Bố đến cướp Hứa Đô, mới hỏi Tôn Úc xem có kế gì. Tôn Úc nói, việc ấy thật là dễ, bố chỉ là đồ vô mưu. Minh Công nên sai sứ sang Từ Châu, thạc Hoàng thượng hậu cho nó, bắt nó phải hòa với Lưu Bị, Lạ Bố được thưởng, tất sĩ không nghĩ xa xôi gì nữa. Tháo quân ý, liền sai phụ quân đô ý là Vương Tắc đem bằng sắt cùng tờ cung giải sang Từ Châu. Một đường thì cất ngay 15 vạn quân đi đánh Trương Tú, chia quân ra làm 3 đường, cha Hạ Hầu Trôn ra tiên phong, quân mà đến vị thủy để đóng trại. Giả Hầu thấy vậy khuyên bảo Trương Tú rằng, quân Tào thế lớn lắm, không địch nổi, chỉ bằng đem quân đầu hàng. Tú nghe, sai Giả Hầu đến trại Tháo nói trước. Tháo thấy Giả Hầu ứng đồ nhanh nhảu, có bụng yêu mến, muốn dùng làm mưu sĩ. Hữu nói, tôi trước theo lý thôi, đắc tội với Trương Thiên Hạ, nay theo Trương Tú, tôi nói gì, bày cái gì Trương Tú cũng theo, không nên nỡ bỏ. Hữu nói rồi ra về, hôm sau đưa Tú vào ý kiến Tào Tháo. Tháo tiếp đại thực hậu, Tú dẫn binh vào đóng ở Uyển Thành, gặp doanh trại liên tiếp nhau, dài hơn 10 dặm, được vài ngày, Tú mỗi hôm mỗi thiệt một lần để mời Tào Tháo. Một bữa, Tháo uống rượu say, vào giường ngủ, hỏi nhỏ Tả Hữu rằng, trong thành có kỹ nữ gì không? Đứa cháu, con của anh Tào Tháo, tên là Tào An Chân, biết ý Tháo, vào thư rằng, thưa chú, chiều hôm qua, cháu trông thấy ở cạnh quán xá có một người đàn bà 10 phần xinh đẹp. Cháu hỏi ra, thì ra là vợ Trương Tế,
hiếm của Trương Tú. Thảo Nghi nói, liền sai An Dân đem 50 giáp binh ra đòi vào. Được một lát, binh lính dẫn vào, trông ra quả là xinh đẹp, hỏi họ chi, thì người đàn bà thưa rằng: Thiếp họ Châu, vốn là vợ Trương Tế. Thảo hỏi, phu nhân có biết ta không? Thiếp nghe được uy danh của tướng quân đã lâu, nay mới được bái kiến. Ta cho Trương Tú Hèn cũng vì phu nhân đó, nếu không ta đã giết cả họ nó rồi. Châu Thị lạy tạ nó rằng, thuộc đội ơn tái sinh của ngài. Thảo nói, hôm nay trời xui gặp được phu nhân, thật là may quá. Đêm nay xin cùng chăn chiếu, rồi sẽ theo ta về kinh đô, yên hưởng giàu sang, phu nhân có thuận không? Châu Thị lạy tạ, đêm hôm ấy cùng ngủ trong trướng. Hôm sau Châu Thị nói, thiếp ở lâu trong thành, Trương Tú tất sinh nghi, vả sợ miệng tiếng người ngoài. Thảo nói, đến mai ta xin cùng phu nhân ra ở trại ngoại thành. Hôm sau, Thảo ra nghỉ ở ngoài thành, sai Điển Vi canh giữ bên ngoài. Ai vào phải báo trước, cho vào mới được vào. Vì thế, tin tức trong ngoài không thông, Tào Tháo mỗi ngày cùng họ Châu vui thú, không tưởng gì, đến về nữa. Người nhà Trương Tú biết chuyện, có người bọc báo với Trương Tú. Trương Tú tức lắm nói rằng, thằng Nhật Tháo nó làm nhục tao quá, đi mời Giả Hữu đến bàn. Hữu nói, việc ấy đừng tiết lộ, ngày mai để lúc Tào Tháo ra tướng mạng việc, thời nên làm thế này, thế này. Hôm sau Tháo ngồi ở trong trướng, Trương Tú vào bẩm rằng, những binh lính mới hàn, nhiều đứa đi trốn, xin thương thướng cho đem vào đồn quân quân. Tháo ân thuận, liền dời đồn vào, chia làm bốn trại rồi định ngày khởi sự. Nhưng Tú còn lo Điển Vi hủy mạnh, khó lòng gần được, bèn với thiên tướng là Hồ Sa Nhi. Hồ Sa Nhi sức đội được 500 con, một ngày đi được 700 dặm, cũng là một người tài. Khi ấy, Tú hỏi, Hồ Sa Nhi nói, Điển Vi chỉ giỏi về đồ thiết kích, ngày mai chú công cho mời hắn đến uống rượu, cho uống thật say hãy để về. Bây giờ tôi sẽ lộ vào đám quân sĩ theo hắn, liền vào trong phòng, ăn trộm được đôi kích thì không sợ gì nó nữa. Tú mừng lắm, sai chuẩn bị cung tên, giáp binh, bảo trước các trại, sai hẹn đến mời Giả Hữu Điển Vi đến chơi, còn khoảng mời rượu, vì đến tối say mới về. Hồ Sa Nhi dẫn trong đội, lẻn vào trong trại. Đêm hôm ấy, Tháo cùng họ Châu đang uống rượu ở trong trướng, chợt nghe ở ngoài có tiếng xôn xao và tiếng ngựa kêu. Tháo sai người ra coi xin việc gì, quân vào báo rằng quân Trương Tú đi tuần đêm. Tháo không nghi gì nữa, đến canh hai ở sau trại lại có tiếng reo. Quân lại vào báo rằng trên cỏ có những xe chứa cỏ bị cháy. Tháo truyền rằng ấy là chúng nó nhờ đánh rơi lửa, không ai được xôn xao. Được hồi thì bốn mặt lửa cùng cháy cả. Bây giờ Tháo mới hoảng sợ, vội vàng sai gọi Điển Vi. Điển Vi say rượu ngủ, trong mơ màng chợt nghe tiếng chiên trống và tiếng người reo hò, giật nảy mình vùng dậy, sợ đến nơi thiết kích thì không thấy đâu cả. Ở ngoài giặc đã đến cửa, vì vội vàng nhận lấy dao lông của lính canh chạy ra. Ở ngoài đã thấy vô số quân mã cầm giặc giáo dài đánh bừa vào trại. Vì nhân sống nhất vì chết lăn xả vào đám quân ấy, chiếm giết một lúc hơn 20 người, quân mã ấy mới lui lại. Có quân bộ kêu đến, hai bàn giáp mát tu tủ như ngọn lao, mình Vi không một mảnh giáp, trên dưới bị vài mươi nhát đâm. Vi vẫn cứ lăn xả vào đánh, dao mỹ không dùng được, Vi bỏ dao lại, hai tay mỗi ngày lấy hai người làm khí giới, quằn đập một lúc chết 8-9 người, giặc thay thế không dám đến gần, chỉ đứng đằng xa bắn tên lại. Tình bắn như vương, Điển Vi vẫn liều chết như cửa trại, nhưng quân giặc đã kéo vào được cửa sau. Điển Vi lại bị một mũi giáo đâm trúng giữa lưng, Vi kêu to một tiếng, máu chỉ đầy đất rồi chết. Hắn chết được nửa giờ rồi mà vẫn không ai dám đi qua lại trước cửa. Tào Tháo nhờ có Điển Vi chỉ dẫn cửa trước mới liễn ra sau trại lên ngựa trốn thoát, vì chỉ có Tào An Dân chạy bộ sau. Lúc chạy, ngựa Tháo bị một mũi tên, nhưng may được con ngựa tốt, ngựa đại uyển, càng đau thì nó lại càng chạy khỏe. Chạy gần đến bờ sông Dục Thủy thì giặc đuổi kịp, An Dân bị băm nhỏ như bùn. Tháo vội vàng quất ngựa, lội qua sông chạy, sang đến bờ bên kia, bắn một tên, trốn vào mắt ngựa, ngựa ngã gục xuống đất. May đâu giữa lúc ấy thì có một con trưởng Tháo là Tào Ngang đem ngay con ngựa cửa nhường cho cha. Tháo lên ngựa, Tào Ngang bị tên Lạc bắn chết. Tháo đi đường gặp các tướng mới thu thập tàn quân lại.
Bây giờ, quận Thanh Châu do Hạ Hầu Luân quản lĩnh, thừa thế về các thôn quê cướp bóc nhân dân. Quan binh Lỗ hiểu ý là Vu Cấm đem quân bản bộ dịp bắt, vỗ yên nhân dân. Quân Thanh Châu chạy về đón Tào Tháo, khóc lại xuống đất kêu rằng, Vu Cấm làm phản đuổi giết quân mã Thanh Châu. Tháo thất kinh, được một hồi thì Hạ Hầu Đôn, Hứa Chữ, Lý Điển, Nhạc Tiến đều đến. Tháo riêng, Vu Cấm làm phản, Trương tướng nên đem quân chi ra đánh. Vu Cấm vào thấy ca bọn Tào Tháo đến, đem quân đang dẹp thành gốc tròn, đào hào cắm trại. Thấy vậy có kỵ vào cấm rằng, quân Thanh Châu vu cho ông làm phản, nay thượng tướng đã đến, ông chưa nói cho ra minh bạch, sao lại lập trại trước. Vu Cấm nói, giặc bụi ở sau lưng đã sắp đến nơi, nếu không phòng bị trước thì lấy gì mà đối địch với giặc. Mình biện là việc nhỏ, đánh giặc là việc quan hệ hơn. Lập trại vừa xong thì quân Trương Tú hai đường kéo đến, Vu Cấm thông ra trước nghênh địch. Tú vội lưu quân, các tướng thấy Vu Cấm xông lên trước, bèn dẫn quân ào ào lên, đuổi giết hơn 100 dặm, quân Tú thu to. Tú thế cùng, nhặt nhạnh tàn quân theo Lưu Biểu về. Tào Tháo thu quân điểm tướng, Vu Cấm vào hầu, kể hết cả chuyện quân Thanh Châu đi ăn cướp, mất lòng dân, nên y mới phải đi dẹp. Tháo hỏi, sao ngươi không nói dịp trước với ta, mà lặng trại trước là ý thế nào? Cẩm lại đem lời đã nói trước mà giải thích minh bạch để Tào Tháo nghe. Tháo khiên rằng, tướng quân trong lúc bối rối, thế mà nghiêm được binh, bờ được lũy, mặt người dịp chê, chịu khó nhọc làm cho đang thu hóa ra được. Dù danh tướng thời xưa, vị tóc đã có ai hơn. Tháo thưởng cho Vu Cấm một bộ đồ vàng, phong là Ích Thọ Đình Hầu, là trách Hạ Hầu Đôn quản trị quân không nghiêm, rồi làm thệ tế điện vi. Tháo ra thân cúng tế khóc than, rồi ngạnh lại bảo các tướng rằng, ta mất một con trưởng và một cháu yêu, cũng không thương là mấy, chỉ thương khóc điển vi mà thôi. Các tướng ai cũng đều cảm thương. Hôm sau, Tháo lại ra lệnh rút quân về Hứa Đô. Nay hãy nói chuyện Vương Tắc đem chiếu đến Từ Châu. Là bố mời Tắc vào phủ, mở đọc chiếu thư, thì chiếu phong cho bố làm Bình Đông tướng quân, cho ông thụ, lại đưa thư riêng của Tào Tháo. Vương Tắc nói đi nói lại mãi với lão bố rằng Tào Công kính trọng. Bố mừng lắm, chợt có người báo Viên Thuật sai người sang. Bố gọi vào hỏi, người ấy nói rằng, Viên Công nay mai sắp lên ngôi hoàng đế, lập ngôi Đông Cung, sai tôi sang thúc làm hoàng phi về Hoài Nam. Bố nội giận quát rằng, phản tặc sao dám làm thế? Điền giết kỵ sứ Khu Nguyên Thuật và đóng phong Hàn Dận, sai Trần Đăng mang tờ tả biểu và Hàn Dận cùng Vương Tắc đến Hứa Đô để tạc ông vua và báo đáp thư Tào Tháo, xin thực thụ một chức ở Từ Châu. Tháo viết việc kết hôn Nguyên Thuật với lạ bố đã nhỏ nhàng rồi, mừng lắm, đem Hàn Dận ra chiếm ngay ngoài chợ. Trần Đăng nói nhỏ với Tháo rằng, lạ bố là giống xài lan, khỉ mà vô mưu, khinh nhường việc lui về việc tới, nên sớm liệu trừ đi. Tháo nói, ta vẫn biết lạ bố là một loài sói lòng tham, không nên nuôi lâu, nhưng vì cha con nhà ông thì không ai dò hết được tình hình của hắn, nên cùng với ta mưu toan việc ấy. Đăng nói, thừa tướng định làm gì, tôi xin nội ứng. Tháo mừng lắm, biểu tâu Trọng Khuê là bố Trọng Đăng đang ăn lộc trung thị Thiên Thạch và cho Đăng làm thái thú ở Quảng Lăng. Đăng từ tạ rồi về, Tháo cầm ngay tay Đăng dặn rằng, việc ở phương Đông tôi giao phó cho ông đấy. Đăng gật đầu xin vâng. Về Từ Châu và gặp lạ bố, bố hỏi chuyện, Đăng cùng kể chuyện Tào Tháo. Cho cha ăn lộc và mình được làm thái thú, bố giận lắm nói rằng, ta sai Mây Sang để cầu chức một Từ Châu cho ta, ta chẳng được gì mà cha con Mây được hiển quý, thế là ta bị chúng bay đem bán để làm lợi cho mình. Rã bố nói xong định rút gươm toàn chiếm Trần Đăng. Trần Đăng cười ha hả lên mà hỏi rằng, sao tướng quân lại tối hiểu như thế? Bố hỏi, thế nào là tối hiểu? Đăng thưa, tôi vào cặp Tào Công nói rằng, nuôi tướng quân như nuôi hổ, nên cho ăn no thịt, nếu không ăn no thì tóc cắn người. Tào Công cười nói rằng, ta đại ôn hầu nuôi nuôi chim cắt, cáo thỏ chưa trừ được, chưa dám cho ăn no vội, bởi vì đói thì còn dùng được, chết no thì bay mất. Tôi hỏi, cáo thỏ là gì? Tào Công nói, Viên Thuật ở Hoài Nam, Tôn Sách ở Giang Đông, Viên Thuật ở Kỳ Châu, Lưu Biểu ở Kinh Châu, Lưu Chương ở Ích Châu, Trương Lộ ở Hán Dương, rặc là cáo thỏ cả. Lạ bố nói, ném gươm xuống đất, cười rằng,
Tào Công thật biết ta đó. Vừa lúc ấy có người lại báo rằng Viên Thuật điềm binh sang lấy Từ Châu. Bố thất kinh. Thế thật là hôn nhân gây sự can qua, tưởng là Tổng Tấn, hóa là Việt Ngô. Chưa biết rồi ra thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ.